Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay, Ban An toàn giao thông tỉnh tập trung vào các hoạt động truyền thông nhằm cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, nguyên nhân và các nguy cơ gây tai nạn giao thông, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm liên tục cả về số vụ, số người chết và người bị thương. 10 tháng năm 2021, tai nạn giao thông trên cả nước tiếp tục giảm 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Mỗi năm tai nạn giao thông vẫn cướp đi sinh mạng của trên 8.000 người, làm hàng chục ngàn người bị thương tật vĩnh viễn. Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng của năm nay, cả nước xảy ra trên 10.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.870 người và hơn 7.600 người bị thương, gây thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản, mang đến sự mất mát, đớn đau, không thể bù đắp cho các gia đình nạn nhân và toàn xã hội. Có thể nói, tai nạn giao thông là hiểm họa lớn, gây ra những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân gia đình và xã hội. Đối với cái Bạc Liêu của chúng ta thì trong những năm qua cũng như trong theo như cả nước thì tai nạn giao thông cũng giảm trong nhiều năm liền. Nếu mà so sánh với cách đây 10 năm thì cái tai nạn giao thông của năm 2020 so với năm 2011 thì số người tử vong do tai nạn giao thông là giảm 74%. Riêng là trong 11 tháng năm 2021 thì đã xảy ra là 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết đó là 15 người và là bị thương 35 người. So với cùng kỳ của năm 2020 thì số người chết của tai nạn giao thông trong 11 tháng là giảm 4 người, giảm 21%. Mặc dù là tai nạn giao thông giảm như vậy nhưng số người chết và số người bị thương hàng năm vẫn là con số nhiều. Cái nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông thì là do cái ý thức của người tham gia giao thông là không nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông. Các hành vi dẫn đến tai nạn như là phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Ngày 9 tháng 11 năm 2021, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành kế hoạch số 66 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, để hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay, Bạc Liêu chỉ thực hiện hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là quyết định là công nhận và chọn ngày Chủ nhật của từng thứ ba tháng 11 hàng năm là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Thì là ở Bạc Liêu thì năm nay là cái năm thứ 10 cùng với cả nước là hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Bạc Liêu cũng có xây dựng những kế hoạch để thực hiện các hoạt động để hưởng ứng ngày này. Tuy nhiên trong năm 2021 là tình hình diễn biến về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là phức tạp. Là để phòng tránh cái dịch bệnh, do đó là không có tập trung nhiều người. Năm nay là không có tổ chức buổi lễ tưởng niệm mà chỉ thực hiện cái hoạt động truyền thông để hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Thì cái hoạt động truyền thông là thực hiện ở với các cái hình thức là tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, qua báo đài, rồi tuyên truyền trực quan qua các cái băng rôn, rồi tờ rơi vân vân. Và cái để chúng ta thấy được về cái mục đích, ý nghĩa của cái ngày tưởng niệm, cũng như là qua đó hiện những cái địa chỉ là cần sự hỗ trợ, của giúp đỡ của xã hội cũng như của cộng đồng. Rồi là lễ tưởng niệm cũng là cái để chúng ta cảnh báo những cái nguyên nhân cũng như hậu quả của tai nạn giao thông, phòng tránh.
Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong tai nạn giao thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam, nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2021. Cái sự kiện lễ tưởng niệm là một sự kiện rất là đặc biệt. Là qua đó chúng ta để có dịp để tưởng nhớ những người tưởng nhớ và thương cảm cho những người chẳng may là bị tai nạn tử vong, bị tai nạn giao thông. Rồi là chúng ta chia sẻ, xoa dịu những nỗi đau mất mát của người thân của họ. Cũng như cũng là dịp để mỗi chúng ta là tự xem lại bản thân mình, chính bản thân mình, người thân và cộng đồng để có trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với cộng đồng là mỗi khi tham gia giao thông. Cũng là dịp để chúng ta là kiểm điểm lại bản thân mình, xem mình là đã từng có vi phạm pháp luật giao thông hay không, có đã từng uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông hay không, có đã từng là phóng nhanh vượt ẩu hay không. Nếu chẳng may những cái hành vi đó mà dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả khó lường, có thể đánh đổi cả về sức khỏe và tính mạng. Do đó mỗi người chúng ta phải tăng cường về cái nhận thức, phải tự giác chấp hành về pháp luật giao thông. Hoạt động tuyên truyền năm nay nhằm mang thông điệp gửi tới cộng đồng xã hội, hãy cùng chung tay hành động vì sự phát triển chung của đất nước, vì mạng sống của mỗi cá nhân, hãy trân quý mạng sống của mình mà tham gia giao thông một cách văn minh. Hãy vì nỗi đau của thân nhân những người đã mất, mỗi người chúng ta hãy hành động vì sự an toàn. Đồng thời, đây cũng là dịp nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu bia thì không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô. Ban toàn giao thông tỉnh kêu gọi mọi người hãy làm tất cả những gì có thể để góp phần cùng xây dựng quê hương Bạc Liêu phát triển theo hướng văn minh, an toàn hơn, góp phần cùng chung tay đẩy lùi tai nạn giao thông vì sự bình yên, hạnh phúc của mọi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngoài nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, các chốt kiểm tra đường bộ đảm bảo kiểm soát người và phương tiện đến tỉnh Bạc Liêu nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Từ khi thực hiện các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, quyết định ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường bộ của tỉnh vẫn tiếp tục hoạt động, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến Bạc Liêu. Trong suốt thời gian qua, các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm dịch luôn miệt mài bám chốt, tổ chức cho các chủ phương tiện khai báo y tế, kiểm soát quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt, nhanh chóng làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe có tiêm ngừa đủ 2 mũi theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tới mức thấp nhất sự xâm nhập lây lan của dịch bệnh vào địa bàn tỉnh. Theo quy định mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, người đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3 và cấp 4 khi vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Tại chốt kiểm soát số 6 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi là cửa ngõ của tỉnh từ các tỉnh lân cận vào Bạc Liêu. Mỗi ngày các lực lượng cảnh sát giao thông, quân sự, y tế, thanh tra giao thông, các lực lượng phối hợp bám chốt ngày đêm 24/24. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh, thanh tra giao thông, y tế, bên cạnh nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng chống dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát giao thông còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực chốt kiểm dịch, phân luồng điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông vào chốt kiểm soát phòng chống dịch để thực hiện khai báo y tế, nhằm kiểm soát tốt người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi ngày, lực lượng đã kiểm tra trên 1.400 lượt người và phương tiện lưu thông qua chốt.
Từ khi dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh thành trong khu vực diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu đã thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh, trong đó có 7 chốt kiểm soát trên đường bộ giáp ranh các tỉnh. Theo đó, tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến lộ, quốc lộ qua địa bàn, phòng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đều bố trí từ 2 cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương kiểm soát người từ địa phương khác về tỉnh. Qua đó, nếu phát hiện vi phạm về hoạt động vận tải, quy định về an toàn giao thông sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Là huyện cửa ngõ của tỉnh, Vĩnh Lợi đã thành lập 17 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, trong đó có 3 chốt của tỉnh. Các chốt kiểm soát chủ yếu đóng ở các xã Châu Hưng Nga, Châu Thới, Hưng Thành, Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng Nga. Thời gian qua, các chốt này đã đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh 24/24. Huyện sẽ duy trì các chốt chặn theo chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, duy trì các chốt chặn mà giáp ranh với địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đặt kiểm soát người ra vào địa bàn tỉnh, rồi khai báo y tế đúng theo quy định. Thì đây là cái chốt kiểm soát rất là quan trọng để kiểm soát cái người từ vùng dịch về, để có cái biện pháp mà mình cách ly đúng theo quy định của ngành y tế khuyến cáo. Thứ hai là củng cố cái tổ COVID cộng đồng, rồi phát huy cái hiệu quả của cái tổ này. Đây là cái lực lượng rất là quan trọng trong việc phát hiện người lạ về địa phương, rồi để báo cáo với chính quyền các cấp để có cái biện pháp là cách ly theo quy định nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh tại cộng đồng. Tại chốt giao hội thuộc xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, đây là chốt kiểm soát người và phương tiện liên tỉnh giáp với Sóc Trăng. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ hàng đầu được ưu tiên vào thời điểm này, công an xã luôn tập trung cao độ kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào địa bàn. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có trên 100 lượt người và phương tiện đi vào địa bàn xã. Hiện nay thì chỗ địa bàn xã Hưng Thành là có cái đặc trưng là giáp ranh với nhiều địa bàn giáp ranh các xã bạn như là Mỹ Xuyên, Hòa Tú và thị xã Diệp Châu. Với cái đặc thù là địa bàn giáp ranh như trên thì cái lưu lượng xe, xe mô tô vận chuyển cái tôm giống, tôm thịt cũng như là những lưu lượng xe tải vận chuyển hàng hóa từ địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các địa bàn tỉnh bạn thường xuyên lưu thông, cái lưu lượng rất là đông. Trên tinh thần đó thì chỗ ban chỉ huy công an xã cũng đã là phân công lực lượng đứng chốt chặn cùng với lực lượng quân sự, y tế, các cái ban ngành đoàn thể để làm cái công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn bà con thực hiện đảm bảo các biện pháp 5K trong cái quá trình lưu chuyển hàng hóa cũng như là đi lại. Đồng thời là ban chỉ huy công an xã cũng đưa ra cái chủ trương xử lý nghiêm những cái trường hợp mà không chấp hành hoặc là cố tình chống đối lực lượng. Thì đã qua thì đến thời điểm này lực lượng chỗ ban chỉ huy công an xã cũng đã tham mưu cho trưởng ban phòng chống chỉ đạo của xã Hưng Thành cũng đã ra quyết định xử phạt trên 10 trường hợp đối với những trường hợp không chấp hành cái quy định và hướng dẫn cái biện pháp phòng chống dịch của địa bàn. Thì qua quá trình hướng dẫn rồi xử lý thì đa số những đối tượng vi phạm cũng đã nhận thức được cái hành vi vi phạm của mình và cũng đã chấp hành đề nghị của các cái lực lượng chức năng. Thì qua đó thì cũng đã tuyên truyền thêm cho những người xung quanh ý thức được cái vấn đề chấp hành cái biện pháp phòng chống dịch trong tình hình hiện nay. Có thể nói nhờ những đóng góp thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an và nhiều lực lượng khác tại các chốt kiểm soát dịch đã góp phần quan trọng vào công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Chính vì vậy, với chức năng và nhiệm vụ được phân công, lực lượng công an trong tỉnh, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vững vàng trên mặt trận phòng chống dịch là tấm lá chắn vững chắc, quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.